Hello và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel mình nhá. Thì ở clip hôm nay mình sẽ cầm lại một cây súng á, thuộc dòng DMR hay còn gọi là súng táp ấy. Thấy các bạn yêu cầu cũng khá là nhiều mà thời gian vừa qua mình cũng ít cầm chơi với cái dòng này. Hôm nay mình định tính là mình sẽ cầm lại cây mini 14 anh em nhá. Một thời gọi là táp mini 14 như táp nhiều cũ luôn mà không biết là đợt này biết như nào. Bây giờ cũng già rồi anh em ạ, không biết có táp được nhưng như xưa không, như hồi còn trẻ không. À đây rồi, đấy có cây mini luôn anh em ạ. Đây mình loot rồi sau đó mình sẽ đi tìm người luôn. À có một tên đang nhảy ở trên nóc cung này. Đây mình sẽ dừng đây mình bắn đón nha anh em. Cầm mini 14 thì cứ giữ khoảng cách xa đã chứ không công được. Đây rồi, đây rồi. Thanh niên vẫn đang loot này. Ui trời ơi. Một đầu một người nóc luôn anh em ạ. Không biết là ông này có yêu máu không mà hay là đợt này mini được búp đam nhở. Đây mình sẽ đẩy lên luôn đi. Không biết là có mấy tên này. Cũng chỉ thấy có mỗi một tên này nó nhảy trên công này nó lút đồ anh em ạ. Rồi kiểu này chắc là không có ai rồi anh em ơi. Bỏ ra cho mình farm để cho đồng đội đi hồi sinh rồi đấy. À có thứ chân ngay trong khu này luôn này. Đây tạt vào luôn. Tự nhiên cửa mở hết cả hồn. Nó bị lag. Ôi trời, thật chết rồi, sao lương có luôn. Vai nổ thì ra con bot. Ơ, thanh niên đứng. Trời ơi, đứng cây ngay đây anh em ạ. Ơ, thế là ông này lia luôn à? Ủa, sao lại có mỗi một tên này ta thôi nhở? À, đây rồi, mình thấy một tên. Con bot. Táp nhanh, test con bot luôn anh em ạ. Để táp nhiều cho nóng tay đã. Này, cũng mới trận đầu của mình thôi cho nên là tay vẫn chưa nóng đấy. Ồ, hai tên đang chạy trống này. Đang tính đi lấy xe này. Rồi có tên bên trái nữa. Trời ơi. Đúng là mini đợt này nó được búp đam hay sao ấy anh em ạ. Táp mạnh vãi cả trưởng luôn đi. Sao mình cứ táp nhẹ cái mấy ống này nằm luôn này. Không biết là máu có yếu không nữa. Nhưng mà mình phải công nhận là đợt này mình mới bắn trận đầu tiên thôi. Nhưng mà từ nãy giờ mình táp mini mình cảm giác là đam nó mạnh hơn so với lại ngày trước ấy. Khả năng là mấy cái dòng DMR được búp đam rồi. Như SKS với lại SLR thì nó búp cái gọi là nó giảm cái độ giật anh em ạ. Đây. Thanh nhân lấy xe. Đẩy lên đây bạn ơi, nãy mình thấy có tên nó hồi sinh hay sao ấy. Đấy, táp nhẹ phát là nốc luôn anh em ạ. Cảm giác như kiểu nó mạnh ngang MK đi. Dã man thật. Còn thanh niên nãy mình vừa thấy hồi sinh xuống ở trong khu nhà này luôn. Rồi, ông này chắc là vừa được hồi sinh này, có mỗi cây Uzi. Ê mà công lên chỗ mình như thật đi nhở. Thanh niên này đúng chán sống này, tưởng còn hồi sinh cho nên mày mới húng liều chứ. À, kia rồi. Chỗ gốc cây này. Đã đẩy lên trên gốc cây rồi cơ à. Rồi, để mình tìm góc rồi mình táp tên này luôn. Đây, giờ người chơi luôn. Ui trời ơi. Táp hơn người người yêu cũ rồi anh em. Bắn gọi là táp gọi là toàn đầu luôn. Thế là vẫn đang còn bạn đó nữa nha. Mới nốc thôi. Không biết là còn tên nào trong khu này nữa không nhở. Ông này vẫn đang cố núp anh em ạ. Thôi núp làm cái gì nữa bạn. Với ông này húng liều thật. Rồi mình nghĩ chắc là clear rồi đấy. Ô có tiếng xe này. À đây rồi bác ghi một tên. Đây mình sẽ táp mini luôn. Nó dừng nó nằm rồi sao ấy. Để mình úp bom đi. Nào chạy đi bạn. Khả năng là nằm. À đây nằm ngay bên phải đây. Đây rồi. Chết luôn. À chắc là tên còn lại của cái team ở dưới chỗ khu hồi sinh kia phải không nhở. Cũng có thể lắm. Nãy mình còn nghe có tiếng súng cắt cắt ở bên kia nữa kìa. Nhà dưới khu nhà hay sao nhở. Tao để check xem tên nào ngó không, mình đứng trên này mình cắt phát. Mà cũng chẳng thấy thế nào. Hay là mình lượn xuống luôn nhá. À, ô con xe tím của mình lúc nãy có tên là nó đi ở đây này. Đâu nhở? À đây rồi. Thanh niên đang nằm sau xe anh em ạ. Rồi, đang tính gọi là đẩy lên để sấy đón mình này. Để mình tìm góc xa xa mình táp tên này luôn. Đây. Đứng đây này. Rồi, sấy mình đúng không? Không được rồi. Đây này. Nằm đây à bạn? Ôi rồi. Công nhận là thích thật. Đợt này đúng là mini được búp thật rồi anh em ạ.
Ui dồi ôi, cái gì đây? Vai nồi nó cho phát viên ca giữa mồm anh em ạ. Tí nữa oảng. À, có một tên trong trường học này không biết nó núp chỗ nào ấy. Hay là để mình đẩy ra sau đi. À rồi, nó bị thằng nào bắn rất kìa. Để mình đẩy ra cái tên mà nãy vừa cho mình viên vào đầu ấy. Kia kìa. Đang chạy qua phải này. Một tên nữa đã chạy. Ơ nó lại chạy ngược lên rồi. Tên này tính nó chạy xuống hòn đá mà. À kìa. Hay là thấy mình rồi nhờ. À là thấy mình rồi anh em ạ. Tỉnh thế. Đây. Trời xa quá. Tên này thì nó chạy ra mãi chỗ phía sau rồi. À đây rồi. Tên này chạy luôn rồi. Ui trời ơi. Leng keng phát nốc luôn. Rồi. Tên này nó bị tên nào ở trong nhà bắn hay sao ấy. Ông này lại núp về hướng mình chứ. Thế là lia bọn này rồi. Để mình qua mình check đi. Còn kệ cái tên trường học. À đây rồi, nó chạy ra này. À biến bóng anh em ạ, biến bóng này. À hay là để mình lấy xe mình tông ông này đi. Cứ bị khoái cái kiểu gọi là chôn như thế này ấy. Nhưng mà gặp tên nào nó tỉnh ấy thì nó khôn lắm. Đây để mình thử tông tên này luôn. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ôi rồi ôi, nó nhảy vào trong rồi còn đâu nữa. Mẹ tên này khôn thế nhở. Ra mình đón luôn. Kìa. Anh nên chạy vào trong luôn rồi anh em ơi. Khéo lại gặp cái tên trường học nó lại bắn cho này. À đây rồi, tên trường học ngay chỗ bên ngoài luôn này mọi người ơi. Đây, mình dừng đây. À. Thôi bạn đứng đấy thì bạn bị thằng sau lưng bắn chết rồi bạn. Đây đây đây, làm gì đây? Tính làm gì đây? Rồi, một đầu một người rồi. Rồi, bạn chết rồi bạn ạ. Phải giết nhanh tên này không là bị tên sau lưng nó bắn chết. Ơ, bọn này cùng team à? Hay nổi, bọn này cùng team anh em ạ. Này thì cùng team này. Tên này đẩy ra để nó hỗ trợ cái tên trong này chứ. Và còn ông này nữa. Yêu máu này. Này thì hiêu máu này, vãi nồi thật. Hóa ra là hai ông này cùng team. Không hiểu sao cái này nó lại hiện hết xăng là sao nhở. Ô, mình không hiểu luôn đấy, lần đầu tiên mình gặp luôn. À, đây rồi, tiếng chân tên cú đấy rồi, nó đẩy lên luôn này. Giống con boss đấy nhở. Mẹ, trận này chán quá anh em, người cũng chết nhanh đấy chứ. Làm tên cuối thế, như con boss hay sao ấy. Rồi, cậu chờ, clip này tab mini vẫn chưa được đã. Nhưng mà phải công nhận là đợt này mini tap thích thật. Đấy, độ ổn định thì quá là ngon rồi. Còn lại là perfect luôn. Thôi, mình sẽ làm một game nữa anh em nhé. Ui dồi ôi. Vãi nồi ngay sau lưng mình ạ. Em đang còn đang lút đồ mấy anh ơi. Mấy anh bắn nhiệt tình thế. Đây để mình đổi qua cây M4 đã. Rồi cái tên mà vừa cầm 249 này đẩy xuống này. Chết đi bạn rồi. Mẹ. Nó sấy dã man đấy. Tí chết luôn. Ơ, hai team à. Rồi nốc một này. Hình như là hai team rồi anh em ạ. Đây ốp nốt quả bom này mình sẽ đẩy luôn. Úi giời ơi. Ô, lia luôn à. Ai à. Mày nhá. Ở đấy mà ra lút đồ là ăn bom lửa luôn rồi đấy. Dạo đây mình thấy bom lửa nó cũng được búp hay sao ấy. Thề với anh em bom lửa bây giờ lan xa mà nó mạnh thật sự luôn ấy. À đây rồi, ngay trước mặt mình rồi này. Tên này nó lùi về. Đây mình sẽ ốp quả bom. Rồi đẩy qua trái đi. Ui dồi ôi, nốc luôn. À vẫn còn tên nữa sấy mình à. Đứng chỗ nào sấy nhở. Hình như là phòng bên phải hay sao ấy. Gạt tên này luôn đây này. Cái tội không lên cứu bạn này. Rồi chuồn lẹ. Đông đấy anh em ạ. Úi giời ơi, trước mặt mình. Chạy đi đâu. Còn ông này nữa ngồi góc đấy à. Mình bên này cơ mà. Còn tên đang còn bò ngay sau cột này. Mình gạt luôn. Tầm này là không cho tên nào đẻ trứng luôn. Rồi chết luôn cả hai ông. Ố, trước mặt luôn. Đây rồi, thanh niên. Thanh niên trong nhà này núp nãy rồi anh em ạ.
À, bên kia mình thấy có một tên rồi kìa. Rồi, để mình lên trên chỗ nóc khu nhà lớn này mình khều đi anh em ạ, có AMR mà. Đấy. À, thấy một tên rồi anh em ơi, đang ngó mình này. Cái bọn mà khều bên này ở ngoài này nãy giờ này. Bọn này như là cũng có tên cầm AMR đấy. Úi dồi ôi, bên này à? Hai tên luôn. Ok kìa, sao lại không trúng nhở? Nó vướng cái gì rồi anh em ạ? Thế là để một tên nó chạy vào nhà mất rồi. À. Ô. Úi dồi ôi, có tên hồi sinh. Trời ơi. Thế mình nghe loang thoáng tiếng dù mình lại cứ tưởng là bị lag cơ. Ý như rằng là có tên luôn. Kìa chạy kìa. Trời ơi, ông này yếu dã man rồi này. Mẹ có tên đứng lại bắn cover chứ. À, đây rồi, chạy ra ngoài này. Ngó này. Ui. Sấy căng nhờ, tí chết luôn. Chạy này. Trời ơi, khó đấy anh em ạ. Mấy ông nội này toàn dùng tốc biến rồi băng qua đường thôi cho nên là cũng khó bắn đón phết đấy. Kìa, lại chạy tiếp. Trời ơi, toàn cầu máu rồi anh em ạ, không nóc được nhở. À, lại chạy tiếp tục này. Rồi, sau một turn xoay cuối cùng, không nóc được tên nào luôn. Đây, 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 mình sẽ hạ cánh lên trên nóc cầu nhá. Úi giời, có được không? Đây rồi. Trời ơi. Hạ cánh an toàn anh em ạ. Được của nó luôn. Từ từ đã. Bọn này nó có dừng không? Nó chạy luôn rồi. Đây, mình thấy cái bọn nó đi vào bo này. À. Cái tên Indo này thấy tên quen lắm. Đây rồi. Đúng là trái đất tròn bạn ạ. Cái ông mà lúc nãy mà khều với mình ở trong cái khu sự kiện đây này. Hai ông này, một ông nữa chạy ngược về rồi. Rồi để mình lăn bóng vào bo nha. Đấy, lăn cho nhanh, em đi bộ hơi chậm. Mà không biết là cái bọn đi xe lúc nãy nó thấy mình bắn tên kia, không biết là nó có dừng lại nó cam cầu không nữa. Nhưng mà mình nghĩ là khả năng là nó sẽ cam cầu ấy. Biết ngay mà. Cũng có AMR này. Nó sấy ai ấy nhở? Ơ, có tiếng xe sau lưng mình. Nó sấy bọn này à? Đây rồi. Nóc này. Lại có mỗi một tên thôi à? Để mình lên mình tìm cái tên trước mặt đi. À, đây ngay dưới mình này. Ui. Nó đứng ngay đây luôn. Không được rồi anh em ạ. Nó đi con xe này thì chịu rồi. Đứng trên là không bắn được rồi. Ui dồi ôi, quả đấy mà ông này mà đi chuồng lợn thì xác định toàn đầu. Thôi để mình xuống kia, mình loot ít đồ rồi mình lấy xe của bọn kia mình vào bo luôn anh em ạ. À mà nhưng mà bọn này nãy có bọn này đi ngoài bo nhưng mà mình thấy nó mới nóc thôi nhở. Mà bọn này với lại cái tên vừa rồi đâu phải cùng team đâu, nó sấy nhau mà. Chả hiểu luôn bạn đó. Ôi dồi ôi. Ui, súng đâu rồi? Trời ơi. Mà thì ra là một tên nó đang đứng ngay đây rồi. Mình bảo mình cứ băn khoăn là bạn nó đâu. Hết hồn thật anh em ơi. Đây tên này cũng có AMR này. Còn 9 viên đạn. Bắn được. Rồi lút nhanh rồi mình lấy xe mình vào bo. À đây đây có tiếng đa xe. Bọn này bọn ăn thính nữa này. Đây rồi. Đi đúng hướng lắm. Úi dồi ôi, sau lưng mình có ông nào cầm ốp ấy. Gạt tên này đã. Mẹ tí nữa bằng anh em ạ. Đứng lại một lúc nữa cho là nó gọt đầu mình mất. Nó vẫn bắn ai nhở? À, mình thấy một tên nằm mãi đồi tít phía xa này. Rồi, đang bò à. Nãy lại lỡ vứt cái cốc 8 rồi. Mình vứt cái cốc 8 ở trong khu sự kiện đi. Tại vì bắn hết đạn thì phải vứt thôi. Rồi, có tên bạn nó lên kìa. May mà vẫn gạt được. Ô,
có tên biến bóng này. Ui rồi ôi, phải sấy ấy. Rồi, chạy đi đâu? À đây rồi, chạy trống này. Rồi, chết luôn anh em ạ. Không biết là phải cái tên cầm ốp mà nãy bắn nó móc sau lưng mình không nhở? Trên đấy vẫn đang còn người kìa. Thôi chết rồi, thế là mình đứng góc này là bị cái bọn ở trên đồi kia nó bắn được vào lưng mình đấy. Giờ phải núp sau xe thôi anh em ạ. Lại phải đợi cái vòng bao tiếp theo cơ, bọn này nó chạy xuống thế mình mới bắt được. Ô, hai team trên đấy à? Để mình phá xe luôn, đề phòng nó lên xe nó vào bo. Kìa, ngó mình này. Nhìn này, ui rồi ôi. Xịt rồi anh em ơi. À, hình như là cái bọn trên đấy bị cái bọn sau lưng mình nó bắn rồi anh em ạ, thế thì được. Kìa, lại lăn bóng xuống à? Rồi, vỡ bóng rồi. Vãi nổi, không trúng bên nào luôn. Rồi, thế cho nhanh. Ơ, lại là cái tên này này. À, đây rồi. Thế là hai cái tên lúc nãy anh em ơi. Rồi, bọn lúc nãy anh em ạ. Ô, nãy mình gạt nó rồi mà nó vẫn còn hồi sinh à. Tên đấy là bị mình lốc cũng khá là nhiều đấy. Đây. Còn tên gốc cây này, chết này. Trời ơi, quả bom không lệch một tí nào luôn. Rồi thế thì bọn kia ba thằng cuối rồi anh em ạ. Đây để mình lên mình cam bọn này. Ôi thôi chết rồi. Nó đẩy lên luôn rồi anh em ơi. Ui. Mẹ lại còn bị tuột bom nữa chứ. Thôi chết rồi, không được không được không được. Mình phải lùi về thôi. Đứng góc này nó ốp bom mình cũng đủ chết đấy. Mình nghĩ là mình sẽ vòng ra phía sau đi, lấy lại cái góc cũ của bọn này ấy. Cam được bọn này thì ngon. Chết rồi, không biết có chạy được không này. Thôi chết rồi. Trời ơi. Sao mình chạy ngu thế nhở? Mẹ, quả xử lý hơi ngu người anh em ạ. Chạy qua kia phải đẹp không? Thôi, hẹn mọi người clip sau nha.